Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Alcorcón với Eibar 1 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2022 hạng 2 Tây Ban Nha. Alcorcón chìm trong khủng hoảng ở mùa giải năm nay và họ đã không thể tiếp tục trụ lại giải hạng 2 Tây Ban Nha. Sau 41 vòng đấu, Alcorcón chỉ có thể có được vỏn vẹn 5 chiến thắng và họ là đội thắng ít nhất tại giải hạng 2 Tây Ban Nha mùa này. Chỉ có được 26 điểm, Alcorcón đang đội sổ trên bảng xếp hạng và họ đã chắc chắn xuống hạng. Eibar với một lực lượng tốt đã cho thấy sức mạnh để hướng tới việc được trở lại La Liga ở ngay mùa giải tới. Trải qua 41 vòng đấu, Eibar đã có được tới 80 điểm và họ đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Dù vậy, Eibar đang chỉ hơn Valladolid ở vị trí thứ 32 điểm và họ vẫn chưa chắc chắn có một vị trí trong top 2. Alcorcón đang có phong độ không quá tệ. Ở vòng đấu trước, họ cầm hòa đối thủ mạnh Almeria với tỷ số 1-1 trên sân khách và trong 3 trận gần nhất họ chỉ thua một trận. Với lợi thế sân nhà, Alcorcón có thể sẽ tạo ra được những khó khăn cho Eibar ở trận này. Phong độ sân khách của Eibar cũng đang là không quá ổn định khi mà trong 5 trận sân khách của mình, họ chỉ thắng 2, hòa 1 và thua tới 2 trận. Ở lượt đi, Alcorcón cũng từng không quá lép vế trước Eibar và họ chỉ thua sát nút với tỷ số 1-2 trên sân của đối thủ. Tuy nhiên, với mục tiêu củng cố vị trí thứ 2 và gia tăng cách biệt với đội xếp sau, với kèo châu Á Eibar chấp 1.25, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Eibar chấp 1.25 full time. Eibar đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng trong khi đó Alcorcón đang đội sổ và trình độ hai đội lúc này rõ ràng có sự chênh lệch. Xét về phong độ thì Eibar có phong độ khá tốt. Sau 5 trận gần nhất, Eibar có 4 thắng và 1 thua, còn Alcorcón có 1 thắng, 1 hòa và 3 thua. Do đó ở kèo châu Âu, anh em cũng nên cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Eibar thắng. Trong 3 trận gần đây, Alcorcón thủng lưới 3 bàn và họ đang phòng ngự không quá tệ. Làm khách ở trận này, Eibar sẽ không dễ để có một chiến thắng quá đậm khi mà phong độ sân khách của họ cũng đang là không tốt. Tuy nhiên, với trình độ vượt trội, khả năng cao Eibar sẽ hủy diệt đối thủ trong hiệp 1. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em nên cân nhắc cửa tài. Chốt kèo tài xỉu 2.5 chọn tài full time. Chốt kèo châu Á, Eibar chấp 1.25 full time. Kèo châu Âu, Eibar thắng. Kèo tài xỉu 2.5 trái chọn tài full trận. Dự đoán tỷ số Alcorcón 1 Eibar 3. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.